khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui. Khi nghiệp ác đã thành thục, kẻ ác mới hay là ác. Cái này là chuyện đương nhiên rồi. Thường thường trong kinh dạy là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, là ở chỗ này. Bồ Tát sợ nhân có nghĩa là một con người giác ngộ, biết tu tập theo con đường Phật dạy, hành một hành động, biết rằng hành động này đem đến khổ là người ta dừng ngay ở hành động. Nhưng mà phần lớn con người mình, con người mình bao giờ gặp khổ mấy người nghĩ rằng phải về, đây là chuyện của chúng sinh. Cho nên á, có những khi đứa con của chúng ta, các vị làm cha làm mẹ cũng thấy, nó hành động mình biết rằng nó quen người này, hay là nó ăn chơi như thế, hay là nó làm quen với người kia, hay là nó làm việc này, chắc chắn nó khổ đau. Nhưng mà các vị nói nó có nghe không? Không. Nó không bao giờ nó nghe. Nhưng mà khi nó đối diện, nó đụng với khổ đau à, thì lúc đó nó khổ đau, thì nó nói là phải về. Phải về tôi biết nghe lời ba tôi, phải về tôi biết nghe lời má tôi, hay là phải về lúc đó tôi như vậy. Xin thưa các vị, người ta ngăn là gì? Người ta tránh đi cái phải về này nè. Người ta thấy rất rõ, người ta có kinh nghiệm, người ta có trí tuệ, đường đời người ta trải qua, nhưng mà người ta nói mình không nghe. Mình làm việc rất theo cảm tính của mình đang là, mình bồng bột và mình nông nổi, mình chưa có kinh nghiệm. Vì vậy cho nên một hành động đối với những người giác ngộ, biết rằng cái nhân này đưa đến quả này, người ta sẽ dừng lại từ ban đầu. Cho nên trong cuộc đời rất nhiều người bao giờ đau khổ mới chịu tu hành. Chuyện này là thường xảy ra trong xã hội. Cổ nhân người ta có nói một câu là nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu. Có nghĩa là con người không gặp khổ nạn đó, không có quay đầu về tu tập đâu. Cho nên thời gian qua có những người nói lúc gài đạo Phật phát triển hả thầy, đúng rồi, con thấy người ta tu nhiều lắm á. Tôi mới nói cũng chưa hẳn đâu, ta khổ nhiều cho nên ta tu nhiều. Cái này là sự thật. Do con người người ta khổ nhiều, lầm than nhiều, rơi vào trong thất bại nhiều, hay là hoặc trong nhiều thứ để đau khổ, cho nên người ta phải tìm cách thoát khổ. Và đâu đó người ta nghĩ rằng cửa chùa, giáo lý của Đức Phật, tu hành theo lời Phật dạy chắc thoát được khổ này. Và vì vậy con người người ta vận dụng để tu tập. Nhưng mà thay vì nếu một con người ta biết rằng đời nó vô thường, nó sẽ đến lúc khổ đau như thế, và người ta tu từng 30 năm trước, chuyện này không có đâu. Trong hạnh phúc, trong an vui, trong đầy đủ, trong điều kiện tốt đẹp, không bao giờ có chuyện này. Nhưng mà bao giờ bệnh tật, khổ đau, ly tán, thất bại, hất hủi, tất cả những cái này con người ta mới ngẫm nghĩ lại sự đời, và đôi khi người ta mới giác ngộ, hoặc đôi khi người ta tu tập à. Vì vậy cho nên trên cuộc đời này, cái người mà nhận chân được cái nhân tố để đem đến khổ đau, gieo nhân khổ đau đưa đến quả khổ đau, người này phải giác ngộ sâu sắc lắm. Còn phần lớn người phàm tình của chúng ta bao giờ nước tới chân mới nhảy, đây là chuyện đương nhiên. Bao giờ bên bờ mé sanh tử mới chịu tu hành. Cái chuyện đó vẫn xảy ra hàng ngày nhan nhản trước mắt chúng ta đó. Nhưng mà khi chúng ta còn đặng thời, chúng ta còn quá nhiều cơ hội, và chúng ta còn tận hưởng được nhiều thứ, thì chúng ta cứ cảm rằng điều này xảy ra với ông đó hay là bà đó, chứ không thể nào xảy ra với tôi. Nó là như vậy, chúng ta cứ đinh ninh vậy. Thấy ta đổ vỡ gia đình, mình cứ nói là à, đối với bà đó, ông đó dụng về, tại vì vậy vậy đó mới đổ vỡ gia đình. Nhưng mà chuyện đó không thể nào xảy ra với tôi à. Người đó làm ăn thất bại, đổ vỡ gì đó, thiếu nợ ngân hàng hay bị người ta siết nợ, lấy nhà gì đó, nói là à, việc này xảy ra bà đó hay ông đó, chứ không phải xảy ra với tôi à. Chúng ta đương nhiên là lúc nào chúng ta cũng cho rằng việc nào khổ là thiên hạ, chứ không phải ta ừ. Nhưng mà cái gì rồi chúng ta biết rằng cái gì rồi nó cũng sẽ xảy ra. Đối với chúng ta ai cũng là như vậy. Quy luật sanh già bệnh chết, thành bại được mất, đối với kiếp người ai cũng phải gặp. Nhưng mà con người chúng ta đôi khi là vậy. Thấy người kia chết trẻ vậy đó, nó à, tại nó chết yểu chứ tôi phải tới 80 à. Chúng ta cứ là như vậy. Thấy nó chết sờ sờ trước mắt đó, nhưng mà mình nói à, tại thằng này, tại vậy 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 đó, nhưng mà tôi không thể nào chết trẻ như vậy ừ. Tôi cũng phải là đi tới 80%. Nghe giống vậy. Thì cái gì xảy ra chúng ta cứ cho là của người khác không à. Cho nên chính vì chỗ đó chúng ta không có sự chuẩn bị.
Và chính vì không có sự chuẩn bị, cho nên khi chúng ta gặp phải, chúng ta nếm mùi cay đắng, và đôi khi chúng ta cùng đường trong suy tư. Vì vậy tôi có giảng một cái bài giảng tập sống đời thích nghi. Tôi có nói hãy đặt ra những tình huống đau khổ và khó khăn nhất trong cuộc đời của mình, nếu xảy ra tôi sẽ làm gì. Đây là người sống khôn ngoan. Đặt những giả thiết đó và chúng ta cho những câu trả lời và giải pháp một cách thích đáng, thích hợp, đúng chân lý, hay là một giải pháp khôn ngoan. Tất cả những cái này chúng ta có câu trả lời trước cái đã. Và vì vậy trong cuộc đời nó có xảy ra hay không kệ đó. Không xảy ra quá tuyệt vời, quá hạnh phúc, chúng ta là tiên rồi. Còn nếu xảy ra, giải pháp này chúng ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Và vì vậy chúng ta sẽ có một sự ứng xử khôn ngoan. Đó là cách tu tập của chúng ta, vậy thôi. Còn chúng ta cứ chủ quan thì chúng ta cứ lãnh đủ. Cho nên tôi nói thật, trong thời gian này phần lớn ít khi nào tôi giảng với các vị là để giải thoát niết bàn cực lạc xa xôi. Bởi vì chúng ta đang khổ đau với chén cơm manh áo và lăn lộn với những cuộc sống quanh mình. Cái này mà thoát ra còn không được thì huống gì mà thoát về cực lạc là niết bàn. Cái đó còn xa vời lắm. Bây giờ thoát ra được ba cái dây mơ rễ mát của khổ đau tương đối trong cuộc đời, trong các mối quan hệ, trong tất cả mọi thứ đây nè, để có chén cơm manh áo ăn uống mặc ngủ nghỉ cho bình an đây nè, nó điều quan trọng. Cho nên giờ này mà đem niết bàn cực lạc xa vời, nó không thực tế với chúng ta. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta phải có sự chọn lựa, chọn lựa cho nó thích hợp với chúng ta, với cái đang là. Nhưng mà nếu chúng ta giác ngộ thật sự, cái này tôi nói mở ngoặc thêm nha, chúng ta cứ tìm cho mình một con đường, một đời giải thoát. Bởi vì thật sự với các vị, vượt qua nỗi khổ hôm nay thì cũng còn muôn vàn nỗi khổ khác nó đang ở phía trước với kiếp người. Và nếu chúng ta lặp lại để tái sanh vào cái đời người nữa thì chuyện đó nó cũng chập trùng như thế. Mãi mãi là như thế với trần thế này. Nếu cuộc đời này nó không là như vậy thì không có Đức Phật. Nếu cuộc đời không là như vậy thì không có các bậc thánh. Bởi vì sao vậy? Cuộc đời nếu như thế nó đẹp tuyệt vời quá thì đi tu để làm gì? Giác ngộ để làm gì? Thành Phật để làm gì? Giải quyết sanh tử để làm gì? Nếu sanh tử là vui, cuộc đời là vui, tất cả mọi thứ trong cuộc đời là vui, là thường, là lạc, là cái gì đó, thì cần gì phải từ bỏ? Cho nên mọi thứ trong cuộc đời nó chỉ là cái vay mượn mà thôi. Tận hưởng cái gì cũng có bảng giá của nó đó, nó treo giá hết đó, tại chúng ta không có biết cái giá đó thôi. Chứ bất cứ cái gì nó cũng có cái giá phải trả của nó. Không có gì là cho không cả, trên cuộc đời là như vậy. Mỗi một cái nó có giá, mắc rẻ tùy. Chúng ta đủ bản lĩnh cứ vay. Bởi vì chúng ta tự vay và tự trả lấy, không phải các vị vay mà tôi trả. Cho nên tôi chả sợ chuyện đó. Nhưng mà tất cả chúng ta khi chúng ta vay thì khoái lắm, nhưng mà ta trả lại than, muốn người khác trả giùm. Trên cuộc đời khôn thiệt á. Nhưng mà khôn cách mấy cũng không qua nhân quả, quy luật mà. Tôi muốn nói là nếu một con người có tâm cầu giác ngộ cao hơn thì thật sự mọi thứ trong cuộc đời, những cái trả vay này mệt mỏi lắm, trả ra chập trùng. Và một người có chí cầu giải thoát nên giải thoát đi. Tôi nói thật á, nên giải thoát đi. Khi chúng ta đã đạt được cái tâm giải thoát rồi, sống cho dù trong cuộc đời này cũng vẫn tự tại hơn, an lành hơn và hạnh phúc hơn. Nó là những cái như vậy.